Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Miền Bắc 123. Thì đến với video hôm nay thì em làm cái chủ đề là chia sẻ và hướng dẫn cách sử dụng Redoomin Gold. Đây là video dành cho các bạn mới chơi Mai ngoài miền Bắc nhé. Và anh em mới chơi Mai ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy. Đặc biệt là anh em mới chơi Mai ngoài miền Bắc. Tại vì kênh của em là đa số người ngoài miền Bắc theo dõi là chính. Thì như những ngày đầu ấy thì em mới chơi Mai thì cũng những người ta bán Mai cho mình cái gói, người ta cũng gửi cái gói Redoomin Gold này. Mình cũng không biết sử dụng sao các bạn ạ. Để mãi một thời gian mới biết sử dụng. Thì trước hết mình xin chia sẻ với tất cả anh em là Redoomin Gold nó là thuốc trừ bệnh các bạn nhé. Nó có thể phun lên lá, có thể tưới gốc, nhưng mà đa số người ta để mà dùng để tưới gốc các bạn nhé. Tưới gốc tác dụng của nó là diệt các cái vi nấm, diệt các cái nấm bệnh, nó tấn công bộ rễ các bạn nhé. Đấy thì cây trồng nó quan trọng nhất và nó hơn nhau, ăn thua nhau ở cái bộ rễ. Một bộ rễ cây mà khỏe thì cây chắc chắn sẽ sinh trưởng và phát triển tốt. Đấy. Hơn là một bộ lá khỏe các bạn nhé. Đấy. Một bộ rễ khỏe sẽ hơn một bộ lá khỏe. Thì anh em chăm mai thì chúng ta chăm sóc cả lá và đặc biệt chúng ta cần quan tâm tới cái bộ rễ của cây, sự phát triển của bộ rễ của cây, bởi vì cái rễ cây đó là cái cốt lõi của cái vấn đề cây sinh trưởng và phát triển mạnh hay không. Thì đây là cái gói Redumin Gold 100 g các bạn ạ. Đây thì nhà em thì thường có cái cân để mà cân đo đong đếm rất là rõ ràng. Có nhiều cái túi thì người ta chia sẻ nó chi tiết theo gam, theo lít nước thì nó dễ. Thế nhưng mà riêng Redoomin Gold với một số cái loại phân thuốc khác thì người ta hướng dẫn nó toàn theo cái công thức, cái số lượng rất là lớn các bạn. Thì nó không phù hợp và nó rất là khó chia cho mới cho những anh em mới chơi Mai. Thì chia ra từng lít nước một là nó hơi khó. Thì hôm nay mình làm cái video chia sẻ hai cái vấn đề cốt lõi. Một là tác dụng của nó. Thì tác dụng của nó thì vừa nói rồi, thì nó dùng để tác dụng là tưới vào bộ gốc là chính, tưới vào rễ, tưới vào bầu đất là chính, để mà diệt các cái vi nấm tấn công bộ rễ các bạn nhé. Đấy. Và cái chia sẻ thứ hai đó là cái dùng bao nhiêu gam cho một lít nước và cái thìa đong thì dùng loại thìa nào để chúng ta dễ ước lượng và cái độ chính xác của nó là cao. Đấy. Thì cái phần số gam sử dụng cho một lít nước của Gridumin Gold này thì là các bạn dùng 2,5 gam đến 3 gam các bạn nhé. Đấy. Các bạn dùng 2,5 gam đến 3 gam pha cho 1 lít nước. Đấy. Chúng ta pha để tưới bầu gốc cho cây nhé, tưới bầu đất cho cây. Thì 2,5 gam đến 3 gam thì chúng ta dùng cái thìa loại nào để chúng ta xúc. Chứ mỗi lần mà chúng ta tưới cây mà phải dùng cái cân để mà cân thì nó rất là phức tạp. Đấy. Thì mình đã làm rồi và chia sẻ lại với các bác và anh em. Tức là cái cách dùng thìa, đây là cái thìa pha cà phê các bác này. Đấy, cái thìa pha cà phê. Thì em vẫn chia sẻ tới các bác rồi. Đây là cái thìa pha cà phê các bác nhé, thìa nhỏ để pha cà phê. Đấy. Nếu các bác dùng cái thìa pha cà phê này thì các bác xúc đầy và các bác nghiêng đi, gạt đi một chút, nó hơi lùm lùm thôi thì là được 3 gram các bác nhé. Đấy. Chúng ta xúc đầy thì sẽ được hơn 4 gram. Đấy, xúc đầy được hơn 4 gram và chúng ta nghiêng gạt bỏ đi một chút thì sẽ được 3 gram. Đấy. Bằng một cái thìa bằng nó lùm lùm lên, lùm lùm một chút. Chứ còn nếu đầy có ngọn là hơn 4 gram các bác nhé. Thì xúc một cái thìa đầy hoặc rót ra một cái thìa đầy và chúng ta nghiêng một chút sẽ được tầm 3 gram. Hoặc các bác dùng cái thìa nhỏ các bác nhé. Thìa nhỏ sữa chua. Thìa sữa chua thì nó cũng có mấy loại đấy. Thì các bác lưu ý cho em, đây là cái thìa nhỏ. À, độ to của nó bằng ngón tay trỏ thôi các bác. Đây. Đấy, em phải ướm để các bác biết là cái độ to của nó là bao nhiêu. Đây, độ to của nó bằng cái ngón tay trỏ các bác nhé. Đấy, bằng cái ngón tay trỏ thôi. Đấy. Thì nếu các bác dùng cái thìa mà để xúc sữa chua này, thìa này thì rất là thông dụng. Hai cái thìa, một cái thìa xúc cà phê, khoáng cà phê và một cái thìa xúc sữa chua này thì rất thông dụng, nhà ai cũng có này.
Đấy. Nếu các bác dùng cái thìa mà để xúc sữa chua này mà các bác đong Ridomin Gold thì một cái thìa đầy này sẽ được 2 gram các bác nhé. Đấy. Thì 2,5 gram cho 1 lít nước đến 3 gram. Thì một cái thìa đầy này các bác đong một cái thìa đầy và một nửa thìa nữa thì sẽ được tầm 2,5 đến 3 gram các bác nhé. Đấy. 2,5 đến 3 gram thì chúng ta dùng cái liều lượng từ 2,5 gram đến 3 gram cho 1 lít nước. Nó có du di một chút thì cũng không sao. Một chút thôi các bác nhé. Tất cả các loại phân thuốc thì nó có thể cho phép du di, đặc biệt là Ridumin này thì các bác cho phép Rory một chút được, xê dịch một chút được. Thì các bác dùng 2,5 gram đến 3 gram trên 1 lít nước các bác nhé. Vào những thời kỳ cây còn non yếu thì chúng ta nên dùng ở cái ngưỡng độ tầm non một chút, tức là thời kỳ cây đầu năm ấy, mới ra lá, mới ra lộc ấy, thì chúng ta dùng tầm 2,5 gram, thậm chí các bác có thể dùng 2 gram. Đấy. Còn thời kỳ cây lá già, lá xanh, lá khỏe thì các bác có thể dùng 3 gram cho 1 lít nước. Đấy, thì em chia sẻ là cái thìa này các bác đong đầy mà các bác nghiêng bỏ đi một chút, hơi lùm lùm một chút thì sẽ được 3 gram nhé, thìa khoáng cà phê này. Còn nếu cái thìa này các bác đong đầy thì sẽ được 2 gram nhé. Thì chúng ta dùng 2,5 gram thì chúng ta xúc thêm một chút, hoặc dùng 3 gram thì các bác đong thêm nửa thìa thì sẽ được 3 gram. Đấy là hai cái thìa rất là hai loại thìa rất là cơ bản để các bác có thể đong được Ryumin Gold. Đấy. Và cái cách cắt góc như này cũng chia sẻ luôn với anh em những người mới chơi. Chúng ta cắt góc thì chúng ta cắt một chút góc thôi. Chúng ta cắt một tí tạo thành cái vòi để chúng ta rót ra cái hạt ra nó dễ. Đấy. Sau đó chúng ta dùng một cái kẹp. Các bác kẹp lại để mà cho nó không bị hỏng các bác nhé. Chúng ta dùng một cái gói này, chúng ta có thể dùng 1 năm đến 2 năm thì nó mới hết, nếu các bác ít cây thì nó mới hết được. Thế cho nên là chúng ta cần phải dùng một cái kẹp để kẹp. Đấy. Thì thứ nhất là em phân tích về cái chia sẻ về cái tác dụng rồi. Ý thứ hai là chia sẻ về cái gam trên 1 lít thì là chốt lại là 2,5 gam đến 3 gam trên 1 lít các bác nhé. Và dùng cái thìa, chia sẻ cái thìa để cho các bác dễ hình dung, đó là rất là cụ thể rồi. Cái thứ ba em muốn chia sẻ tới các bác là chúng ta bao nhiêu lâu thì chúng ta tưới một lần. Đấy. Bao nhiêu lâu thì chúng ta tưới Ridumin một lần. Thì cứ khi có bệnh, khi phát hiện nấm bệnh thì chúng ta tưới Ridumin các bác nhé. Đấy. À, thế làm thế nào để mà phát hiện cây nó có dấu hiệu bệnh từ bộ rễ các bác? Thì trong các video tới thì em sẽ chia sẻ tới các bác khi cây nó có dấu hiệu bệnh ở bộ rễ thì đa số là cái lá của nó sẽ thể hiện lên cái lá. Đấy, chúng ta không phải kiểm tra rễ mà chúng ta qua cái bộ lá của nó thì chúng ta sẽ đoán được cái bộ rễ của nó là bị nấm bệnh các bác nhé. Đấy. Thì trước hết là chúng ta chỉ học cái cách dùng bao nhiêu tháng rồi đã. Còn trong các video sau thì em sẽ chia sẻ tới các bác cái dấu hiệu nhận biết bệnh qua bộ rễ, bệnh từ bộ rễ phát hiện qua bộ lá. Nếu chúng ta phòng bệnh và trị bệnh sớm thì cây rất ít khi bị bệnh. Thì cứ định kỳ 3 tháng các bác nhé. Định kỳ 3 tháng là chúng ta tưới Ridumin một đợt. Đấy, 3 tháng chúng ta tưới Ridumin một đợt các bác nhé. Và một đợt thì sẽ có 2 lần tưới nhé các bác. Một đợt sẽ có 2 lần tưới, một đợt điều trị là có 2 lần tưới. Kể cả phun thuốc sâu bọ trĩ cũng thế, một đợt điều trị bao gồm lúc nào cũng có 2 đợt và mỗi đợt cách nhau tầm 7 ngày đến 10 ngày các bác ạ. Đấy. Ridumin Gold cũng thế, để mà có tác dụng phòng bệnh và trị bệnh nhẹ thì mỗi đợt điều trị các bác tưới cho em 2 lần. Mỗi đợt điều trị tưới cho em 2 lần và mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Đấy, rất rõ các bác nhé. 1 năm thì chúng ta tưới khoảng 4 lần, tức là định kỳ 3 tháng chúng ta tưới Ridumin, tưới vào bầu đất 1 lần, 3 tháng định kỳ 1 lần và mỗi 1 lần điều trị thì sẽ có 2 lần tưới, mỗi lần tưới đó sẽ cách nhau 7 đến 10 ngày. Đấy. Đấy là phòng bệnh và trị bệnh nhẹ. Thế còn nếu trường hợp bệnh phát triển nặng thì chúng ta cần tưới trong một đợt điều trị
chúng ta cần tưới 3 lần các bác nhé. Trong một đợt điều trị chúng ta cần tưới 3 lần để nó phát huy cái hiệu quả tối đa. Đấy. Và mỗi lần cũng cách nhau 7 đến 10 ngày các bác nhé. Đấy, nếu như phải điều trị cho cây thì chúng ta sẽ tưới trong một đợt điều trị đó là 3 lần và mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Thì sau cái đợt điều trị đó thì chúng ta tưới trở lại cái phòng bệnh theo cái định kỳ là 3 tháng một lần bình thường. Đấy. Thì trong video này thì em chia sẻ cái cách dùng Ridomin như vậy thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao. Thì video dành cho các bác mới chơi mai, chúng ta chưa dành về cái công dụng cũng như là phải chia cái gam nó rất là phức tạp, thì em chia sẻ như vậy nhé. Và cái thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ phải tưới một lần. Đấy, thì em chia sẻ ba cái thông tin rất là cần thiết, rất là chi tiết và cụ thể. Hy vọng cái video đã đem đến những cái thông tin thật là hữu ích cho tất cả quý vị và các bạn. Thì em xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn xem video nào thấy hay thì nhớ nhấn like ủng hộ kênh giúp em nhé. Và bác nào chưa nhấn đăng ký kênh cũng như là chưa nhấn nút thông báo bên cạnh nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút chuông thông báo để chủ động nhận được những video khi em phát. Còn bây giờ em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp sau.